Tại Dinh Độc Lập, đại tá Văn Thành Cao, cánh tay phải của Trung tướng Trình Minh Thế, được Thủ tướng thăng cấp Thiếu tướng. Thiếu tướng sẽ noi gương vị anh hùng đã khuất, tiếp tục chiến đấu. Và cả những đơn vị trong quân đội quốc gia đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ và duy trì nền thống nhất quốc gia cũng được ban thưởng. Một tiểu đoàn nhảy dù diễn hành ngang qua Thủ tướng, các nhân viên trong chính phủ và các tướng lãnh quân đội quốc gia. Trong một trận giao tranh dữ dội tiếp diễn suốt 3 ngày đêm liền, những chiến sĩ đó với một lòng can đảm phi thường đã đánh bật được quân phiến loạn khỏi thành phố và những trục giao thông. Nay sứ mạng hoàn thành, những chiến sĩ đó cũng như các cấp chỉ huy của họ hãnh diện vì việc làm của họ trong những giờ phút lịch sử mà chính phủ chỉ biết chiến đấu để bảo vệ nền thống nhất, họ đã đem lại thắng lợi cho quốc gia dân tộc. Uy tín Thủ tướng đã được củng cố trên trường chính trị quốc tế.